Những ngày qua do thượng nguồn có mưa nên thường xuyên xuất hiện dòng nước chảy mạnh, nước xoáy cuồn cuộn chảy qua ngầm Hùng Sơn, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Lượng nước từ trên núi, các nhánh sông suối đổ về chảy qua ngầm tạo thành dòng chảy lớn. Tuy nhiên bất chấp nguy hiểm, người dân, đặc biệt là các em nhỏ vẫn ra đây câu cá. Những hình ảnh này đã được khán giả Hà Phạm có số điện thoại 0168 số cuối 642 gửi tới phản ánh của chương trình. Những hình ảnh được ghi lại mới đây tại ngầm Hùng Sơn. năm em nhỏ đứng trên bờ sát với mép nước để câu cá. Không những thế, các em còn vô tư nô đùa ngay tại khu vực đó. Dòng sông chảy mạnh, nếu không may kem bị té ngã thì hậu quả sẽ khôn lường. Thưa quý vị khán giả hàm phạm thiết nghĩ, hiện đang là mùa mưa bão nên các gia đình cần phải quản lý con cái mình chặt chẽ, không nên buông lỏng cho trẻ nhỏ rủ nhau ra các bờ sông, bờ suối và đặc biệt câu cá trên dòng chảy mạnh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần tuyên truyền trên loa phát thanh nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ nhỏ rủ nhau ra sông suối câu cá như trên.